Ngày 15 tháng 6, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 999 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người học trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Cục Quản lý Chất lượng hướng dẫn bổ sung thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10 tháng 9 năm 2022 để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ theo quy định.